Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, chiều nay, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho bà Bùi Thị Niềm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, và trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cho ông Nguyễn Thắng Thành, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận đóng góp của bà Bùi Thị Niềm và ông Nguyễn Thắng Thành đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp thời gian qua. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh cũng chúc sức khỏe các cán bộ vừa nhận quyết định và kỳ vọng với kinh nghiệm, tầm nhìn và am hiểu trong lĩnh vực đã từng phụ trách, hai cán bộ tiếp tục phát huy đóng góp cho cộng đồng địa phương.